Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game King Legacy nhóm người. Hôm nay chúng ta sẽ có cái clip gì đây? Thì hôm nay mình sẽ dùng cây Muramasa để gọi là mình đi đánh Hydra nhé mọi người. Thì lý do tại sao mà chúng ta có clip này thì mình sẽ dùng cây Muramasa ép cái viên ngọc lửa của mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cây Muramasa mình ép viên ngọc lửa mình ra mình đánh mình test cái đánh con Hydra. Coi thử coi đam của cây Muramasa thì đam nó như thế nào. Vào xíu nữa mình sẽ về mình lấy cái viên ngọc điện mình ép lại cho cây Muramasa này nhé mọi người. Mình bỏ đi cái viên ngọc lửa ha để xem coi thử coi sức mạnh của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ gọi là coi mọi người coi đam nha, và xíu nữa coi thử có lượm rương thì mình sẽ lượm được cái gì luôn. Đây một vết quên đang cầm trái quỷ đánh trước nha mọi người, từ từ xíu nữa mình sẽ gọi là cầm kiếm ra mình đánh cho mọi người xem sao ha. Kia nói là viên ngọc điện thì nó sẽ mạnh hơn viên ngọc lửa, nhưng mà nói chung là chúng ta phải test thì chúng ta mới biết được nha. Chúng ta phải test chúng ta biết. Trời ơi cái gì mà dính bơi bơi nó vậy, cái gì mà dính bơi bơi nó vậy. Ali vô cái đi mọi người ơi, Ali vô cái đi một hồi nữa nó bằng tà là bằng lắm, từ từ nhé mọi người á. Đấy, cho con gọi là cho cái con du biển nó lên trên, hoặc là từ từ đã, cho con du biển nó lên trên nó đánh cho gọi là nó nhiều máu mình đánh cho nó dễ nha. Du biển nó lên trên mình đánh cho nó dễ. Ó, chưa ghét cho trời nó hồi nãy nó quýnh lúc nào mình không để ý nữa, nó hơi bị lắc xíu mọi người ạ. Đây, giờ chúng ta sẽ gọi là, đó. Ở một chết chứ mình đang quýnh quýnh thằng kia không trúng mọi người à. Nói chung thì bắt trúng rồi kìa, trúng thằng nào á. Mày chạy đâu nó còn chấm máu mà không Ali vô đi nha. Ali không Ali vô hồi cái cãi lộn nó nhức đầu lắm á. Không Ali vô một hồi cái gọi là bị Hera nó quýnh gọi là la làng nữa mà lắm. Bây giờ mình gọi là mình quýnh con Hera nha. Cái kiếm này thì nãy giờ cũng như mọi người thấy thì tầm khoảng nó 100 mấy chục k thôi mọi người ạ. Mình đánh mấy cái nữa lên 120 mấy k. Nói chung cây này thì thấy mình nên thử ép viên ngọc điện vô coi thử như thế nào ha. Để thấy viên ngọc lửa nó trong game này nó hơi chuối đó mọi người thấy không, 170 mấy k, 150 mấy k, trăm mấy năm mấy, 153 mấy, nói chung là nhiều nhiều đam lắm mọi người ạ. Nhưng mà mình cảm giác là cái viên ngọc lửa nó không ngon mà cái viên ngọc điện, nên mình quyết định là bây giờ mình sẽ gọi là đánh trước cho mọi người xem nó cái lượng đam nó gây ra tầm như đó, tầm khoảng 130 mấy k hơn người, 130 nó 130 mấy k mà đánh tay nữa mới lên 150 mấy á, 132 k đấy đánh tay nữa. Bây giờ mình sẽ kêu con này coi thử có lượm được cái gì luôn hay không, xong rồi xíu nữa chúng ta sẽ gọi là về ép cái viên ngọc điện vào cho cây Mura nha mọi người. Muramasa ấy, cái này thì ông nào ép lên V2 giờ tiếc lắm đó. Một vết đó này ấy, đam nhìn đam nó khá là đẹp, khá là ghê, nhưng mà thiệt sự ra là từ cái trái quỷ đó ra đó mọi người nó mới nhiều như vậy, chứ không có trái quỷ thì đam nó chả là bao nhiêu cả ấy mọi người thấy không. Kiểu nó bị con Hera xương nó thổi 800 mấy luôn rồi nè mọi người đó. Mình giữ đam á, mình giữ đao lên 800 mấy k luôn rồi này. Nhìn cho nó đẹp thôi mọi người à. Trong game này cái thời gian mà đam nổ 1 triệu mấy đam luôn rồi mọi người thấy chưa, cái giữ đam nó dễ mất lắm. Con Hera này 2M máu một mình quánh nó 1 triệu mấy rồi, mấy ông kia đó 110 mấy ngàn à, 120 mấy ngàn à, mọi người thấy không. Không có ngon ngay. Bây giờ mình quyết định là về mình sẽ thử test ép bỏ viên ngọc lửa này đi, mình ép cái viên ngọc điện vô cho nó nha mọi người, coi thử coi viên ngọc điện vào thì gọi là lượng đam nó gây ra sẽ là bao nhiêu. Mấy ông kia làm cái gì nãy giờ, có mình tôi quýnh con này có 2M máu, nãy giờ tôi quýnh hết 1M4 rồi, 1M4 1M5 rồi, trời ơi T2 luôn mọi người ơi, cùi bắp quá. Gì đây, được 2 máu, trời ơi trái quỷ nó cùi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ gọi là bắt đầu bỏ viên ngọc lửa này đi nha, chúng ta sẽ ép cái viên ngọc điện vô nhé mọi người. Viên ngọc lửa này nó quá chuối rồi mọi người, viên ngọc lửa nó quá chuối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra test arm trước nha, gọi là dụ cho con bo, cho con quái nó bật cái con quái nó bật cái gì ta, con quái nó bật cái dạng khủng long lên để mình đánh thử vô coi ra bao nhiêu máu, xong rồi mình sẽ đổ qua viên ngọc điện thôi, cho nó bật cái dạng khủng long lên tôi test thôi. Mà mấy ông kia cũng đu heo làm cái gì nữa, đu heo hồi bật bê quýnh tôi đi đó. Không Ali nè, đó bật khủng long lên 33 k mọi người ạ. 33 k. Bây giờ chúng ta sẽ ép viên ngọc điện vô cho nó nha mọi người. 33 k, chúng ta sẽ bỏ viên ngọc lửa đi. Lúc trước tôi ép viên ngọc điện di động viên ngọc lửa là do cho nó đẹp thôi, nhưng mà chơi càng ngày thì chúng ta sẽ biết là cái nào mạnh. Ai mình còn có bao nhiêu đầy đồ thôi mọi người à, đủ ép viên ngọc điện chứ vài bữa mình phải cài thêm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ép viên ngọc điện vô nha, bỏ viên ngọc lửa đi. Ok
Ok, kiếm điện nha. Bây giờ chúng ta sẽ chụp cái hình xong rồi chúng ta sẽ ép cho nó, xong chúng ta sẽ ra chúng ta test thử đam. Thử đam nha mọi người. Đấy. Kiếm điện nha. Bỏ đi cái kiếm lửa nó cùi quá. Bây giờ chúng ta lại chúng ta test đam lại nha mọi người. Không biết là đánh với con này thì sai nó sẽ tính đam như thế nào mình cũng chưa biết nữa. Đây để dụ cho nó bật lên nha mọi người. Đó, quýnh cái là xét nó đánh. Cho nó bật con khủng long lên chúng ta test nha. 64k. Ghê vậy. Ui dồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi chờ con Hera nó ra, chúng ta test lại cho mọi người. Quýnh hai cái nó đi luôn rồi kìa. Quá ghê. Tôi đánh xong tôi ao cho mọi người quýnh nha. Tôi đánh xong tôi ao cho mọi người quýnh nha. Bao nhiêu phim được cái đồng hồ á? Chắc giờ tầm khoảng 30-35 phim em. Update 3.5 Mura V2 đam 200k đam giờ full chiêu chưa tới 100k. Mà nó ngặt cái một cái là khi mà up lên V2 á, nó giống như kiểu cây Phoenix Bay á, nó không có tách hai cây ra. Ví dụ như cái cây lưỡi hái á nó còn tách ra hai cây này không, nó tách ra hai cây rõ ràng. Còn cái cây này up lên V2 nó là V2 luôn. Nó không có tách ra hai cây, có những thứ là nó sẽ không tách ra. quên, tôi sẽ cho mấy ông coi sức mạnh của cây Mura điện của tôi nha. Mura điện 156k một chén. Mura điện nó khác bọt với hơn Mura lửa đó mọi người à. Quên. À, quên đang ngọc điện này thấy không, bỏ cục lửa rồi. Sự khác bọt của Mura điện đó. Mura điện nè mọi người, nhìn Mura điện nè. Ô trời ơi, xa quá. Ác vậy hả? Đúng rồi, bỏ Mura lửa chém, Mura lửa đánh tầm khoảng được 120 mấy thôi. Mura lửa đánh được 120 mấy, tới 130 mấy thôi. Rồi ông coi Mura điện này. Hỏi Mura điện một chết chấm xấu. Để thử cái mũi nha, thử cái mũi. Mura lửa thì nhìn nó đẹp thôi, Mura điện nó khác bọt hơn. Sagi, ồ, 178k, cái này là nó chưa ấy nha, nó chưa mất binh nha, điện của ai cũng xịn, cái gì, giỡn hoài, mua ra điện nó quýnh vậy á, ấy, 179k. Cái mua ra điện đánh sướng tay mà. Mua ra lửa nó chuối hơn mọi người ạ. Kìa. À, nó hẹn rồi, hẹn gì chuối không được. Trời ơi, T2 luôn. Phải cà lin. Một đuôi. Trời ơi, đúng là gọi là độc lệnh mọi người thấy chưa? Thấy tôi độc lệnh chưa? Mọi người thấy tôi độc lệnh chưa? Độc lệnh án không? Thấy độc lệnh án không? Độc lệnh vậy không đó, cái này gọi là độc lệnh đó. Người ta gọi là độc lệnh đó mọi người à. Chắc là tôi sẽ sủi qua xe và khác cho mấy ông vô nhá. Tôi sủi qua xe và khác cho mấy ông vô, tôi qua tôi test tôi đánh con Kaido luôn. Ê, tôi sủi qua xe khác cho mấy ông vô. Ai nè vô đây, code nãy gửi code rồi đó. Nãy có gửi code rồi đó. Tôi sủi qua xe và khác cho mấy ông vô á. Vô đây. Rồi nát chưa? Ở tôi sủi qua xe một khác cho mấy ông lụm rương mà còn kêu đừng anh là sao? Để tôi qua tôi test con Kaido thử nha. Qua tôi test Kaido thử nha mọi người nha. À mà tự nhiên tôi bay chỉ cho cực vậy ta? Ờ ha. Nhưng tôi bay chỉ cho cực vậy? Có trái cửa mà.
bay chi cho cực vậy? Hiểu luôn á. Ôi dịt. Hello dịt. Rồi. Rồi đây ơi, để tôi. Ê Ali vô cái được không? Còn mấy anh mấy chị quất em nữa. Đó, để test viên cà đồ rồi. Ha sao ghi? Ủa sao ít vậy? Ấy quýnh hết đời chém khoát 170 mấy ca mà. Hơi chuối nha. Không được. Lại. Ok. Ít vậy? Kỳ vậy ta? Lừa rồi mọi người. Rồi đánh lấy 5 game, nói chung là chắc là cái size con này nó bé hơn con kia. Hoặc là chúng ta phải đánh từ đuôi đánh lên. Đó, đúng rồi. Ui ôi, 211. Thì ra là phải quýnh từ đuôi quýnh lên. Đó, chứ gọi là mua ra điện nó mới chiến á chứ. Mua ra lửa, hôm bữa giờ cầm mua ra lửa nó hơi chuối. Tôi không biết, nói sửa lại luôn. Mà gọi là phải test liền. Mua ra lửa nó mới là chân ái mọi người ạ. Mua ra điện mới là chân ái, chứ mua ra lửa thì bình thường. À kìa. Còn là anh Len. Cộng một clip nha mọi người.